Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm trường Anh ngữ SME AG Capital. Sở dĩ được đặt tên là Capital bởi vì trường nằm ngay khu vực trung tâm của thành phố Cebu. Đây là nơi tập trung rất nhiều cơ quan, tòa nhà chính phủ và đặc biệt xung quanh campus là địa điểm mà rất nhiều chính khách sinh sống. Vì vậy, an ninh luôn được đảm bảo tối đa. Được biết, hiện tại SME AG có quy mô vào khoảng 400 học viên. Trong quá trình đến thăm trường, chúng mình cũng đã gặp gỡ một số học viên Việt Nam và rất may là các bạn đều có những trải nghiệm tốt đẹp về chất lượng đào tạo của trường, nhất là khóa IELTS. Đặc biệt, chúng mình còn thấy nhà trường rất chu đáo trong việc hỗ trợ học viên khi mà tại khu vực học tập, nhà trường sắp xếp riêng một bộ phận túc trực để kịp thời giải quyết thắc mắc và khiếu nại nếu có. Bên cạnh đó, mỗi học viên của trường sẽ có giáo viên chủ nhiệm theo sát quá trình học tập và sau mỗi bài thi thử hàng tuần, các giáo viên sẽ theo dõi nhắc nhở, đốc thúc cũng như hỗ trợ học viên những kỹ năng còn yếu. Vì vậy, bạn sẽ cảm thấy bản thân tiến bộ từng ngày. Một ưu điểm nổi bật tại SME AG Capital đó chính là trường sẽ đào tạo các chương trình theo chuẩn của Cambridge. Nếu tìm hiểu thì bạn sẽ biết các trường Anh ngữ tại Philippines đa phần sẽ sử dụng tài liệu biên soạn dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Thì với SME AG Capital, nhà trường sẽ sử dụng các giáo trình của Cambridge để giảng dạy. Lợi ích lớn nhất của việc này là sau khóa học các bạn có thể thi các chứng chỉ của Cambridge có giá trị sử dụng trên toàn cầu và được công nhận tại nhiều trường học, công ty, tổ chức. Sau bài kiểm tra đầu vào, trình độ của học viên sẽ được phân chia từ A1 đến C2 theo chuẩn CFA của châu Âu. Theo đó, cấp độ A1 sẽ tương ứng với Beginner và đến cấp độ C2 sẽ tương đương với lại Master. Nếu chỉ cần tham gia chương trình ESL thì ở bất kỳ trình độ nào bạn cũng có thể bắt đầu. Nhưng đối với chương trình IELTS, nhà trường khuyến nghị bạn nên có trình độ tương đương trung cấp trở lên, tức là khoảng A2 hoặc B1. Bên cạnh ESL, IELTS cũng là khóa học thế mạnh của trường. Các học viên của chương trình IELTS đều được theo sát kỹ lưỡng và bạn có thể tham gia chương trình IELTS Guarantee, tức chương trình đảm bảo điểm dựa theo kết quả đầu vào. Theo đó, nhà trường sẽ đảm bảo từ 5.5 lên đến 7.0. Mỗi ngày, học viên sẽ có khoảng 4 tiết mục 1, 2 tiết mục 4 và 2 tiết mục 8. Ngoài ra, bạn còn có một số tiết tự học với giáo viên, tiết học Sparta buổi sáng, buổi tối và các tiết học đặc biệt khác. Nhìn chung khá là căng thẳng. Tuy nhiên, đây là môi trường rất tốt để các bạn luyện thi IELTS và hướng đến số điểm cao trong thời gian ngắn. Bạn sẽ thấy rằng đây là một ngôi trường mặc dù đã nhúng vào thời gian, không quá nhiều tiện ích nhưng vị trí lại rất đẹp. Bạn có thể di chuyển tới các khu vực trung tâm thành phố như là các khu vực trung tâm thương mại rất nhanh chóng, chỉ từ 10 đến 15 phút đi xe. Các phòng ký túc xá cũng có màu trắng làm chủ đạo, không quá rộng rãi nhưng đều có ban công sáng sủa. SME AG Capital là một trong
dù bạn ở trên đường.